Truyện ma, cụ mối sau nhà. Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng. Giọng đọc: Thanh Mai. Chương 1: Cuộc di cư. Lời kể của Hải kể lại từ khi bé. Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Thái Bình đầy anh dũng, một năm sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cha mẹ tôi khi đó mới vừa tròn đôi mươi hai người về chung một nhà khi trong tay chỉ có được một cái phích nước làm của hồi môn từ nhà ông ngoại. Rồi lần lượt từng đứa chúng tôi ra đời, chị Thắm 1978, anh Thanh 1980 và tôi là Út tôi tên là Hải 1982. Cuối những năm 1989 với bản tính cần cù và chịu khó, cộng với lời động viên những gia đình có công với cách mạng rời quê hương đi vào trong miền trong đi xây dựng những vùng kinh tế mới cha mẹ tôi xung phong đi đầu trong những ngày đầu vận động điểm đến của gia đình chúng tôi chính là một huyện nghèo nàn của tỉnh gia lai con tum khi đó gia lai và con tum chưa tách tỉnh huyện này là huyện sa thầy khi cả năm người nhà chúng tôi đến đây thì nơi này còn rất là hoang sơ những rừng cây bạc ngàn những con suối rừng và những cơn mưa rùng chảy ầm ầm qua trông rất là kinh khủng khi đó nhà chúng tôi được phân công về xã rờ cơi khi gia đình tôi đến để nhận mảnh đất được phân công phát hoang và khai phá thì nơi này không có đường dân sinh con đường đi vào xã bé tí teo vừa đủ đạp xe đạp qua xung quanh đều là bùn đất lầy lội và rừng chưa phát hoang rất là nhiều nhà chúng tôi đi vào đến đó phải đi bộ rất là xa Mẹ tôi thì cổng anh Thanh, bố tôi thì vừa cổng tôi và vừa cổng đóng quần áo của cả gia đình. Còn chị Thắm thì cho chị đi bộ, vì khi đó chị cũng đã lớn rồi. Có một bác bên xã dẫn đường cho chúng tôi vào, bên xã phát cho gia đình chúng tôi ít mắm, muối và gạo. Mảnh đất nhà tôi được nhận là một mảnh đất rất chi là rộng, tôi cũng chẳng biết nó rộng bao nhiêu mét, còn chiều dài thì mỏi chân mới hết đất cuối khu đất nhà tôi chính là một cái vực không sâu nhưng phía dưới có một con suối chảy qua nếu không may xảy chân rơi xuống chắc cũng đi gặp ông bà mất mảnh đất của nhà tôi chẳng có gì ngoài cỏ dại và cây gai nhà cũng chẳng có lều cũng không bố mẹ tôi phải chăng tạm tấm bạc làm thành cái lều cho nhà em tôi ngủ đêm đầu tiên mới vào khung cảnh mới đất mới nước mới Tôi cứ khóc cả đêm không ngủ được bố tôi phải nạt. Ngủ đi con, không là ông ba bị ổng bắt đi đó, trong này nhiều rừng lắm ông ba bị nhiều lắm đó. Thời đó bọn con nít chúng tôi chỉ sợ mỗi ông ba bị, sau này lớn lên cũng chưa biết ông ba bị mặt mũi như nào, tôi thì rất là sợ ông ba bị nên khi nghe bố tôi nói tới ông ấy thì tôi im bặt. Đất ở đây ít người và còn đất độc, cộng với cái rết cắt da cắt thịt, cả nhà tôi chui rút trong cái lều bằng bạc, tuy nhiên nó không thể che kín mọi ngóc ngách được, nửa đêm gió bắt đầu thôi mạnh, rít lên từng cơn qua kẻ lá, kêu lên những tiếng xào xạc rợn người. Tôi đang ngủ ngon bỗng bị giật mình tỉnh dậy, khi đó cũng chẳng biết mấy giờ nữa, tôi cứ nghe o phía ngoài bạc như có người đang dùng tay cào cào vào tấm bạc vậy, nó cứ kêu lên loẹt xoẹt, loẹt xoẹt tôi cố gắng nhắm mắt vào ngủ nhưng tai tôi cứ nghe những tiếng xì xào như có người nói chuyện vậy tôi khẽ lay mẹ tôi mẹ ơi mẹ mẹ dạy con nói cái này này mẹ tôi sau hai lần lay lay của tôi thì mở mắt ra nhìn tôi rồi nói khẽ sao vậy hãy sao con không ngủ đi đê rim cho mẹ ngủ xíu sang khuân đồ mẹ mệt quá con lo mà ngủ đi không là sáng mai không dậy được bây giờ tôi nói khẽ bên tai mẹ tôi con nghe phía ngoài như có người nói chuyện đấy mẹ ạ à, hay là có ai đi ăn trộm hả mẹ mẹ lắng tai thử xem có nghe thấy gì không nhá mẹ tôi cũng thử lắng tai xem điều tôi nói có thật không bà lắng tai một lúc mặt mày nhăn nhó hình như không nghe được cái gì thì phải một lúc sau mẹ tôi vỗ mông tôi một cái rồi nói khẽ lo mà ngủ đi Ăn nói linh tinh làm gì có ai ở đây, trong này toàn rừng rú không, nhà mình có 5 người ở đây còn bên ngoài không có ai đâu. Thôi ngủ đi không mẹ đánh cho bây giờ. Nói rồi mẹ tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp, còn tôi thì vẫn trằn trọc với những tiếng lạo xạo ở bên ngoài. Tôi nghe như có tiếng gọi. Đại loại. Đi chơi đi, đi chơi đi vì bây giờ gió lùa rất mạnh chó nên tấm bạc nó cũng kêu loạch xoạch tôi không còn nghe thấy tiếng người nói nữa rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay sáng ngày hôm sau tôi ngủ dậy với toàn thân nhức mỏi cổ thì bị rác đi vì lạnh anh chị tôi vẫn còn nằm ở bên cạnh chỉ có bố mẹ tôi là không thấy đâu cả tôi nằm xuống tỉnh ngủ tiếp thì thấy anh thanh cựa quậy rồi mở mắt ra vừa thấy tôi anh thanh nói ngủ được không cô em, trong này lạnh quá nhỉ, thôi dậy anh em mình đi khám phá xung quanh đây xem thế nào đi, để anh gọi chị Thắm dậy luôn. Nói rồi anh Thanh lay lay vai chị Thắm gọi. Chị chị, dậy dậy đi, sáng tới đỉnh nhà rồi kìa. Sau hai lần gọi thì từ phía cuối mảnh đất có tiếng đáp lại. Ơi bố mẹ đây, bố mẹ ở dưới này này, mấy đứa ở yên trên đấy, Bố mẹ chặt mấy cái cây rồi bố mẹ lên ngay. Đó là tiếng của mẹ tôi, hóa ra bố mẹ dậy từ sớm đi chặt cây làm nhà, giờ chúng tôi mới để ý đống cây rừng chất một đống cách lều một đoạn, ở đó có một khoảng đất nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ cả rồi, tôi nghĩ đó là cái móng nhà của chúng tôi. Một lúc lâu sau thì bố mẹ tôi đi từ dưới về, trên vai mỗi người vác theo một bó cây rừng to, vứt cái bịch xuống đất bố tôi nói: ba đứa đói chưa để mẹ nấu cơm cho mấy đứa ăn nha bố đi đóng mấy cái cọc làm cái nhà ở tạm đã chứ nằm lều bạc tối qua lạnh quá dặn dò mấy anh chị em chúng tôi xong thì bố đi lại chỗ cái nền nhà lấy ra những cây gỗ lớn làm cọc nhà mẹ tôi thì nấu cơm nhặt được một ít rau sam rừng rồi luộc lên có một ít cá khô bố mẹ đem theo từ nhà vào nữ ba anh em chúng tôi mỗi đứa được một bát cơm một con cá khô mỗi đứa một góc mà ăn thời đó để có cơm ăn no thì cũng là một khó khăn tôi còn nhớ ở thái bình nhà cũ của tôi bên cạnh nhà tôi có nhà chú lại nhà chú có sáu đứa con lợn cứ tới bữa ăn là mấy đứa dành nhau ăn cho đến khi cái nồi không còn sót lại một hạt cơm nào mới thôi mà lúc nào chúng cũng đói nhà chú lại quanh năm phải đi xin gạo từ chính quyền anh chị em chúng tôi ăn một cái là xong Chúng tôi rủ nhau đi khám phá xem khu đất của chúng tôi dài và rộng như thế nào, anh Thanh hỏi mẹ tôi. Mẹ ơi đất nhà mình dài tới đâu vậy? Mẹ tôi đang lúi cúi nấu cái gì đó, ngẩng đầu nhìn lên rồi chỉ tay về phía xa cho chúng tôi thấy tôi nói. kì kì các con, đất nhà mình từ cái cây lớn đó kéo dài về cái cây phía kia, còn chiều dài thì khi nào tới con suối thì hết. Mẹ tôi nói xong thì ngồi xuống tiếp, Ba anh chị em chúng tôi kéo nhau ù chạy về phía sau, tôi lóc cót chạy theo anh và chị. Mảnh đất này xung quanh toàn là cây dại và cỏ tranh rất là nhiều, cỏ tranh này dùng để lợp nhà. Chạy được một đoạn tôi bắt đầu để ý có mấy cái gò mối khá to nổi cộng lên khỏi mặt đất đập vào mắt tôi, tôi hỏi anh Thanh. Anh ơi mấy cái này là cái gì vậy anh, có phải cái gò mối như ở ngoài quê mình không anh nhỉ? Anh Thanh cũng không biết nên lại gần xem, nhìn thoáng qua như một cái ụ mối thật vì nó gồ ghề và có những cái lỗ nhỏ li ti. Xem xét chán chê chúng tôi bỏ qua những cái ụ mối đó, tiếp tục chạy về phía cuối mảnh đất, chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cũng đến con suối mà mẹ tôi nói. Từ trên nhìn xuống cũng khá là cao, án chừng phải 5 mét có khi, từ chỗ bọn tôi nhìn xuống. Trên mép còn có mấy tảng đá to, bằng phẳng ba anh chị em chúng tôi ngồi ở đó chơi một lúc thì có tiếng gọi của mẹ từ trên vọng xuống ba đứa ơi lên đây mẹ nhờ cái nào nhanh lên chúng tôi rời khỏi tảng đá đó đi lên trên kia với mẹ hóa ra mẹ nhờ chúng tôi đi cắt cỏ tranh cho bố tôi lợp nhà căn nhà bố tôi làm khá là nhanh dựng bốn có cọc chống cột cây ngang cây dọc phía trên mái thì đằng trước cao hơn đằng sau một khoảng cho nước mưa rơi về phía sau Tôi thấy bố tôi dùng dây thép buộc lại những cây cột cho chắc, mẹ tôi thì đang đang mấy tấm tranh để lập mái. Bố tôi nhẹ nhàng trèo lên trên mái nhà, mẹ tôi đang được bốn tấm tranh lập mái, bà đưa lên cho bố tôi rồi quay qua nói với chúng tôi. Ba đứa lấy mấy cái liềm này cắt cây tranh cho mẹ nha, mẹ đang tranh để đưa cho bố lập nhà cho xong tối còn có chỗ mà ngủ anh chị tôi lớn nên làm nhanh còn tôi chỉ là thằng bé 8 tuổi nên chỉ lóng ngóng cho có lệ mà thôi. Ba anh chị em chúng tôi cũng quá quen thuộc với việc cắt này, ở quê khi vào mùa lúa chín thì chúng tôi cũng có ra ngoài đồng giúp bố mẹ được phần nào thì đỡ phần đó. Ba chúng tôi bắt đầu cắt tranh, mẹ thì ngồi đang những tấm tranh bằng ba cây tre kẹp một đầu cây tranh lại. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, chúng tôi mỏi hết cả tay chân thì mới nghe tiếng bố mẹ gọi nghỉ tay ăn cơm đi mấy đứa ơi chỉ nghe có thế ba chúng tôi ném liềm tại chỗ chạy lại cái nền nhà mới ở đó mẹ đã dùng mấy tấm tranh đang xong chảy ra đất dọn cơm lên đó ngồi ăn bữa cơm cũng chẳng có gì ngoài cá khô và canh rau sam rừng nhưng chúng tôi làm nãy giờ nên rất đói ai cũng thi nhau ăn xem ai ăn nhanh và điều tất nhiên là anh thanh lúc nào cũng thắng rồi chị thắm là con gái nên ăn uống rất từ tốn còn tôi thì và cơm không kịp anh thanh sau bữa cơm mẹ tôi dặn ba đứa nằm ngủ đi bố mẹ lợp xong mái rồi giờ làm mấy cái bức tường nữa là xong tranh đủ rồi không cần cắt nữa đâu tôi thì không hay ngủ như vậy nên thấy anh chị nằm xuống rồi thì tôi ngồi dậy tôi đi loanh quanh khu đất cạnh cái nhà mới của tôi không biết thế nào ánh mắt của tôi lại đổ dồn về mấy cái ụ mối lúc sang bắt gặp, tôi lại chạy về phía đó, trên tay cầm theo cái que để chọc ổ mối cho vui, tôi chơi ở đó đến khi có tiếng mẹ quát. Thằng Hải sao không chịu ngủ đi, muốn ăn đòn phải không mà xuống đây nghịch đất vậy. Mẹ tôi chẳng biết từ lúc nào đã đứng cách tôi một đoạn, trên tay còn cầm theo một cái roi cắp sau lưng nữa, tôi ấp úng nói con không buồn ngủ nên con xuống đây chơi mẹ đừng có đánh con mà mẹ tôi mỉm cười không nói gì ngồi xuống ôm tôi vào lòng rồi hỏi hải của mẹ có ngoan không có đái dầm không lần sau không nghịch nghe chưa mẹ đánh đòn đấy mẹ tôi ở quê khi chưa vào trong này thì cũng thường nựng tôi như vậy chỉ có bố tôi là chẳng bao giờ thấy ông nựng mấy anh chị em chúng tôi cả tôi hỏi mẹ mẹ ơi nhà làm sắp xong chưa tối nay ngủ trong nhà cho ấm tối qua nằm lều con lạnh lắm mẹ à mẹ tôi nói bố con đang làm cái cửa đó nhà xong rồi tối nay hải của mẹ có chỗ ngủ mới rồi tôi reo lên a vui quá tối nay có nhà để ngủ rồi thôi con lên kêu anh chị đậy chơi đây nói rồi tôi chui ra khỏi lòng mẹ rồi chạy lên trên nhà trên trong căn nhà mới dựng lên tôi chạy ù vào trong nhà căn nhà bằng lá mát rượi anh chị tôi đang ngồi ở bên trong dọn dẹp lại tôi chạy vào chị thắm nói thằng hải đi tắm đi mẹ đang nấu cơm hôm nay ăn cơm sớm đừng có chạy linh tinh nữa nghe chưa trời chiều dần buông những ánh mặt trời cuối cùng chỉ còn lại vài tia nắng nhỏ len lỏi qua những tán lá rừng chiếu xuống nhà tôi chưa có giếng cho nên mẹ tôi lấy mấy cái xô đựng nước, lấy nước từ dưới suối lên, xa quá không sách lên trên nhà mà đặt ngay trên mấy hòn đá lúc sáng chị em chúng tôi đứng, tôi cầm cái ca múc nước bằng nhựa múc nước dội vào người, đúng là nước rừng có khác mới vừa tắt nắng mà đã lạnh ngắt. Tôi lạnh run lên, trời bắt đầu nhá nhem, gió lạnh thổi qua, tôi dội thêm hai ca nước nữa thì định quay đầu về bỗng tôi thấy có một đứa bé lạ mặt đứng cách đó không xa đang nhìn tôi tắm tôi giật mình hỏi đây mày là đứa nào mà qua đất nhà tao đứng đó nhìn cái gì đó tối rồi không về nhà à nhà mày ở đâu sao cả ngày nay tao không thấy mày thằng kia cỡ trạc tuổi tôi nghe tôi hỏi thì nó nhìn lại tôi rồi nói nhà tao ở bên kia kìa cách đây mấy mảng rừng cơ Tao nghe có nhà mới chuyển đến nên chạy qua xem, ba ngày tao đi phụ bố mẹ tao đi làm. Tao tên là Alu. Tôi ngạc nhiên với cái tên của nó nên tôi hỏi lại. Ủa sao lại tên là Alu, tao tên Hải. Thằng kia trả lời. À tao là người dân tộc ED, người dân tộc thì họ sẽ khác người Kinh chúng mày. Mà tao còn có mấy đứa em họ nữa kìa nói rồi nó quay về phía cái bụi cây phía xa xa rồi nó đưa tay lên vậy từ trong đó đi ra thêm ba đứa nữa một đứa con gái và hai thằng con trai cũng trạc tuổi tôi tôi hỏi thế nhà chúng mày ở xa vậy mà qua đây về tối bố mẹ có la không thằng a lu trả lời không bố mẹ tao đi làm rẫy có khi ở lại rừng buổi tối không về nữa chúng tao chỉ có mấy anh em chơi với nhau mà thôi Tôi đang định nói thêm thì từ xa có tiếng mẹ tôi, mẹ tôi đang cầm theo cây ghen pin rọi xuống gọi to. Thằng Hải đâu rồi tắm gì mà lâu vậy con, lên nhanh không lạnh bệnh bây giờ. Nhanh lên để cho anh Thanh và chị thắm tắm nào. Tôi định quay qua chào tạm biệt bọn kia để về thì chẳng thấy bọn nó đâu cả, tôi đưa tay lên kề miệng gọi nhỏ. A à Lu ơi, chúng mày đi đâu rồi? Thôi tao về ăn cơm nha hôm sau gặp lại sau nha. Vừa lúc đó mẹ tôi dẫn anh Thanh và chị Thắm xuống, mẹ tôi nghe tôi nói nhỏ nên hỏi lại tôi. Con nói chuyện với ai đó hải? Sao không tắm nhanh mà về ăn cơm, lạnh lắm rồi. Tôi nghe mẹ hỏi thì nói lại. Mẹ ơi lúc nãy có mấy bạn qua đây chơi nên con đứng nói chuyện với bạn chút. Mẹ tôi nghe tôi nói có người thì hỏi lại. Con nói cái gì vậy hải khu này chỉ mới có gia đình mình thôi mà, ở đây xa lắm có một nhà nữa, nhưng xa lắm làm sao mà bạn tới đây được. Tôi cũng không biết trả lời thế nào nên tôi lững thững đi lên trên nhà. Vừa đi vừa nghĩ trong lòng không biết bọn Lu đi đường nào mà nhanh vậy không biết. Tôi cứ đi vừa thắc mắc đến khi về đến nhà thì thôi không nghĩ nữa. Anh chị tôi một lúc sau tắm thì mẹ tôi đứa về. Mẹ tôi có đặt một mâm cúng nhà ngay giữa nhà, phía trên cao bố tôi có làm thêm một cái bàn thờ nhỏ, hương đang được đốt trên đó, không biết mẹ tôi mua được con gà ở đâu mà tôi thấy đang thắp hương, hương đang cháy được một nửa. Mẹ tôi dặn mấy anh chị em chúng tôi, mấy đứa đợi tí tàn hương rồi mẹ chặt thịt gà cho ăn. Thuở ấy đối với chúng tôi cả năm trời chỉ được một vài miếng thịt gà khi lễ Tết về chứ ngày bình thường ngay cả cái lông gà cũng không thấy nói chi là được ăn thịt gà. Chúng tôi ba anh chị em quay quần bên cái bếp nhỏ mẹ mới dựng lên bằng ba viên đá đốt ở góc nhà, xung quanh còn trắng thêm mấy cục đá to cho khỏi cháy nhà. Được một lúc thì bố tôi đi tắm hay đi đâu về, thấy hương trên bàn thờ đã tàn bố tôi nói. Thôi mấy đứa dọn cơm lên đi, bố chặt thịt gà cho mấy đứa ăn nào ba anh chị em chúng tôi reo lên vui vẻ chạy nhanh đi dọn mâm và bát lên cả nhà lại quay quần bên mâm cơm đạm bạc bố tôi hôm nay làm thêm vài ly rượu trong bữa ăn bố tôi dặn ba chị em chúng tôi nhà mình mới vào trong này lạ đất lạ nước lạ người các con chơi xung quanh nhà thôi không được đi xa chơi nghe chưa phía dưới cuối đất nhà mình có cái suối sâu Mấy đứa không được loanh quanh chơi ở đó mà rơi xuống bố mẹ không biết tìm chỗ nào nghe chưa? Ba anh chị em chúng tôi đang cắm cúi ăn thịt gà nên nghe lời dặn của bố tôi câu được câu mất, nhưng cũng cố gắng gật đầu và vâng dạ liên tục. Sau khi ăn cơm xong bố mẹ tôi ngồi ở nền nhà nói chuyện, chị thắm đi ra sau rửa bát, ngoài khoảng đất bố tôi dọn sạch sẽ trước nhà để có khoảng sân cho bọn tôi chơi. Lúc này tôi mới gọi anh Thanh lại nói nhỏ, anh Thanh, anh Thanh, lại em nói nhỏ chuyện này này. Anh Thanh đi lại hỏi. Nói cái gì, lại tính phá cái gì à? Tôi trả lời. Không có, em có phá cái gì đâu anh, lúc chiều tối em đi tắm có gặp mấy đứa người dân tộc, tên là A Lu, còn ba đứa kia chưa kịp biết tên thì mẹ dẫn anh, chị xuống tắm nên bọn chúng đi mất rồi, từ mai mình có bạn chơi rồi hi hi anh thanh nhìn tôi rồi hỏi lại trong này có người á sao tao nghe bố mẹ nói nhà mình ở trong này là xa nhất rồi muốn có người phải đi bộ ra ngoài xa cách đây mấy cái mảng rừng mà tôi nói em không biết thấy chúng nó nói nhà chúng nó ở cách đây mấy mảng rừng đi vào phía trong kia kìa để mai em xem coi mấy đứa nó có tới nữa không rồi em kêu anh nha em không nói láo đâu tôi nói chuyện với anh thanh một lúc nữa thì mẹ kêu mấy anh chị em chúng tôi vào nhà cho mỗi đứa một quả cam to ở trong này không có cái gì chơi nên tối bố tôi đốt một đống lửa to bằng cây rừng phủ thêm lá vào cho ra khói để xua tan bớt sương mù khỏi lạnh và đuổi bớt mũi đi không biết đã mấy giờ mẹ tôi gọi ba anh chị em tôi vào nhà đi ngủ bố tôi làm cái cánh cửa nhà bằng lá luôn Hôm nay có nhà nên anh chị em tôi được bố đóng cho cái giường, nói là giường cho oai chứ bố tôi dùng mấy cái cây rừng, cột vào trong mấy cây cột chính của nhà rồi trải ít cành cây lên, sau đó lót ít lá tranh vào nằm cho em, phía trên mẹ tôi trải một chiếc chiếu nữa thế là em, mẹ tôi đưa cho ba anh chị em chúng tôi một cái chăn bông nữa, tối nay không lo lạnh rồi. Bố mẹ tôi thì nằm ở phía trong, ngăn cách giữa chúng tôi bằng một bức tường bằng lá cây ngăn lại. Ngày hôm nay cắt cỏ tranh mệt với trưa ngủ ít nên chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Nửa đêm hôm đấy, đang ngủ ngon bỗng nhiên tôi đau bụng dữ dội, tôi nghĩ ngay đến chuyện khi tối có ăn mấy quả ổi xanh anh thanh hái ở gần dưới suối. Dưới đó chúng tôi phát hiện ra một cây ổi nhỏ. Tôi lồng cùng ngồi dậy, lay lay anh Thanh vì tôi nằm trong cùng rồi đến anh Thanh, còn chị Thắm nằm ngoài cùng. Anh Thanh ơi, anh thanh dậy dẫn em đi ị cái em đau bụng quá gọi mãi anh thanh chỉ ứ hự mấy cái rồi ngủ tiếp bụng tôi thì bắt đầu réo lên sùng sục tôi bò qua người anh thanh với chị thắm rồi nhảy xuống đất xỏ vội đôi dép vào rồi tôi lay lay tay chị thắm chị thắm ơi chị thắm em đau bụng quá dậy dẫn em đi với gọi mãi chị thắm cũng như anh thanh đang say giấc nồng nên chẳng tỉnh dậy tôi định lại gọi bố mẹ thì nghe tiếng gáy của bố to quá tôi nghĩ có gọi cũng không dậy nên thôi vậy tôi lần mò lấy cây đèn pin để ở đầu giường rồi lại mở cái cây gậy bố tôi dùng để chặn cửa lấy cái áo gió của mẹ tôi khoác vào rồi bật đèn pin ra ngoài ở ngoài này cái đống lửa khi tối bố tôi đốt vẫn còn cháy ánh lửa lập lòe sương mù phủ kín bay là đà tôi rọi đèn pin chạy về phía sau nhà một đoạn hướng về phía dưới con suối ban đêm chỉ có mỗi ánh đèn pin của tôi nhỏ xíu len lỏi giữa núi rừng bạc ngàn từng trận gió thổi qua tôi rùng hết cả người vì lạnh vội cởi cái khuy quần ra tôi vừa ngồi xuống thì những tiếng bom giật bom rơi vang lên xả được cái bụng xong đúng là nhẹ người ra hẳn tôi đang miên man theo dòng cảm xúc thì bỗng có một cục đá ném lại trước mặt tôi tôi giật mình một cái cầm đèn pin quay người ra sau ở cách tôi mấy mét tôi thấy rõ thằng Lu và ba đứa em nó đang cầm đuốc đứng ở đó, đang mỉm cười nhìn về ô hi ác tôi, tôi giật mình kêu lên. Úi giời ơi, làm gì mà nửa đêm rồi còn đứng ở đây Alu, sao đêm rồi tụi mày không về nhà à? Mấy đứa đứng nhìn tôi rồi thằng Alu nói. Chúng tao hay đi rừng ban đêm kiếm chim, sáng về có thịt chim ăn, ban ngày ở nhà ngủ không sao hết thằng a lu nói rồi con đưa lên cho tôi thấy tay nó đang sách theo mấy con chim rất to và béo ra phía trước cây đuốc cho tôi xem tôi thấy thế liền nói ôi thích thế chúng mày bắt chỗ nào cho tao theo với tao bắt mấy con về cho bố mẹ tao làm thịt mấy đứa kia nhìn tôi rồi thằng a lu nói được thôi bắt ở gần đây thôi mày đi theo bọn tao bọn tao dẫn mày đi bắt bốn đứa nó quay đầu đi về phía dưới suối tôi cũng cầm đèn pin đi theo sau nhưng mà tôi có cảm giác một cái gì đó lạ lắm vì tôi không nghe tiếng bước chân của mấy đứa đó tại vì dưới chân tôi cỏ dại rất nhiều và ước nên khi bước đi nghe tiếng chân cọ vào cỏ nghe lạo xạo thành tiếng mà có thắc mắc tôi cũng chẳng nói ra vì bọn nó đi nhanh quá mãi suy nghĩ mà tôi bị bỏ lại một đoạn Đi một lúc thì bọn nó dẫn tôi đến mấy cái ụ mối gần suối, cái chỗ mà hôm đầu tiên tôi và anh Thanh mới tới phát hiện ra đó, bọn A Lu cầm đuốc đi xung quanh mấy bụi cỏ chỗ ụ mối, bỗng thằng A Lu kêu tôi lại. "Ê, ê Hải lại đây tao bắt được một con rồi này." Tôi chạy lại, đúng là thằng A Lu lôi ra một con chim cúc to từ trong bụi cỏ sát ụ mối ra, tôi thấy thế thì vui quá, rọi đèn pin xung quanh ụ mối tìm tôi tìm mãi chẳng được con nào bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập đến bọn a lu thì vẫn cầm đuốc soi tôi nói thôi tao về đi ngủ đây tao buồn ngủ quá rồi tạm biệt chúng mày nha thằng a lu nói đợi tao nướng chim ăn rồi về ăn thử xem có ngon không thấy bọn nó nói vậy tôi cũng không đành đi về nên ngồi lại vừa ham chơi vừa muốn ăn xem thế nào ngồi mãi cuối cùng cũng chín thằng lu và mấy đứa kia nướng năm con, cho mỗi đứa một con. Tôi cầm con chim cút nướng trên tay, đưa lên mũi hít hà, mùi thơm nước mũi, nhìn con chim béo ngậy mà nước miếng ứa ra, tôi ăn lấy ăn để, tôi để ý thấy mấy đứa em của A Lư ăn rất chi là từ tốn, cơn buồn ngủ của tôi lại trở lại khi tôi ăn hết con chim, lần này tôi đứng dậy nói. Thôi tao cảm ơn chúng mày nha, khuya rồi tao đi về ngủ đã, sáng mai còn dậy đi làm việc nữa chúng mày về nhà sau nha tôi chưa kịp đợi bọn nó lên tiếng thì cầm đèn pin chạy về phía nhà của tôi phía sau còn vọng lại tiếng của thằng a lu ê đừng nói với ai về chuyện gặp bọn tao nha không là bọn tao không chơi với mày nữa đâu tôi đưa tay lên vẫy vẫy mấy cái rồi ở cửa đi vào nhà khép cánh cửa lại tôi đập đập hai chân vào nhau cho đất rơi ra khỏi chân rồi chồng qua người anh thanh và chị thắm chui vào trong trùng trăng lại làm một giấc đến sáng phía sau lưng tôi bốn đưa a lu và mấy cây đuốc tự nhiên vụt tắt rồi màn đêm bao trùm lấy mọi ngóc ngách sáng ngày hôm sau khi tôi còn đang say giấc nồng thì nghe tiếng quát của mẹ tôi bên tai thằng hải dậy đi xem nào con làm gì mà người ngợm toàn là đất không thế này tối ngủ té xuống đất hay sao mà cái miệng con sao dính toàn là đất thế kia hãy con làm gì vậy tối qua con đi đâu mẹ tôi nhìn thấy miệng tôi có dính đất và dép có dính đất nên hỏi mà tôi cũng đang thắc mắc tại sao tối qua tôi ăn thịt chim nướng mà giờ mẹ tôi lại nói miệng tôi dính đất tôi không dám nói tối đi bắt chim với bọn a lu tôi nói dối qua việc đau bụng tối qua con ăn ổi xanh nên đau bụng con gọi mãi anh chị không đưa con đi nên tự con đi một mình chắc lúc tối con vấp phải gốc cây nên con ngã đó mẹ ạ à. mẹ tôi kéo tôi xuống khỏi giường rồi nói đâu đâu lại mẹ xem người có bị làm sao không nào mẹ tôi kéo tôi lại gần kéo áo kéo quần tôi lên xem có bị chảy máu chỗ nào không thấy chỗ nào bẩn thì phủi cho tôi thời đó nghèo không có quần áo mặc cho nên quần áo của tôi là do anh thanh để lại bây giờ nó cũng chằng chịt mấy miếng vá mẹ tôi vừa xem người tôi vừa nói. Quần lại rách mấy lỗ rồi hải này, ráng mặc ít bữa nữa bên xã cho tiền mẹ mua quần áo mới cho mấy đứa nghe. Tôi vui mừng nhảy cẩn lên hỏi lại mẹ. Thật hả mẹ, thật hả mẹ, mẹ nhớ nha, lâu lắm rồi con chưa có quần áo mới. Mẹ tôi gật gật đầu rồi nói tôi. Thôi ra ăn sáng đi, mẹ nấu mấy củ khoai lang lên rồi đấy, hôm nay bố mấy đứa đi ra xã nhận cây với phân về bắt đầu trồng, mấy đứa chơi loanh quanh ở đây để mẹ đi đào hố nha. Mẹ tôi nói xong thì sách cái quốc đi về phía sau khu đất hoang bắt đầu quốc lỗ, vì nhà nước khoáng trồng cây cao su cho nên mẹ tôi phải đào những hố to và rộng, cỏ thì không cần phải dọn lại, vì những cây cao và những cây gỗ tạp đã được bên xã phát từ trước khi chúng tôi vào, bây giờ chỉ cần cần giao rửa đi chặt lại là được tôi ra ngoài ăn khoai lang với anh chị tôi tôi rất muốn kể với hai anh chị là tôi có bạn mới nhưng mà nhớ lại lời dặn của a lu nên tôi không nói nữa ba anh chị em mỗi đứa một củ khoai rồi chúng tôi rủ nhau đi dọc theo con đường chính trước nhà đi sâu vào trong chúng tôi muốn khám phá xem xung quanh đây có nhà ai không và tôi cũng muốn xem có thể đến nhà a lu hay không ba anh chị em cứ đi theo con đường bé tí đi thẳng vào sâu bên trong Đến khi vào đến một cái bì rừng cây cũng chẳng có ai, có hai bên tốt tới đầu tôi, anh Thanh nói. Thôi quay về đi, tưởng trong này còn có người hóa ra mới chỉ có nhà mình quá, thôi quay về đi kẻo lạc. Anh Thanh vừa nói xong thì phía trong rừng có hai người đàn ông đi ra, một ông đeo hai khẩu súng, còn một ông bên vai vác theo một con hươu sao nhỏ, thấy chúng tôi một trong hai ông ấy quát lên. Mấy đứa kia nhà chúng mày ở đâu mà đi vào rừng này, có biết trong này nguy hiểm lắm không hả, trời đất ơi gan to bằng trời hay sao mà vào đây, ma rừng nó bắt mất xác tụi bay bây giờ. Nói rồi hai ông ấy tiến lại chỗ chúng tôi, ba anh chị em tôi bị họ quát cho thì sợ co rúng lại chẳng dám nói nên lời, cái bác vác con hưu thì nói nhỏ nhẹ hơn. Thôi anh hùng, đừng quát bọn nhỏ, chắc là con của mấy hộ đi kinh tế mới chạy vào đây chứ gì, tiện đường anh em mình dẫn chúng ra, dạo này trong này nguy hiểm lắm. Lúc này anh Thanh mới lên tiếng. Hai bác ơi, bọn cháu mới đến đây, nhà cháu cách đây một đoạn ấy, bố mẹ cháu được xả phát đất cho trồng cây, hôm nay ngày thứ ba đến đây nên anh chị em chúng cháu mới đi đến đây, bài bác đừng la bọn cháu. Bác vừa nãy lên tiếng quát bọn tôi bây giờ nói hòa hoãn hơn. À mấy đứa là dân kinh tế mới hả, to gan nhỉ, trong rừng này có cọp đấy, cỡ ba đứa chưa đủ nhét răng nó nghe chưa, lần sau không được đi vào trong này nghe chưa nguy hiểm lắm đấy, hôm nay mà không gặp hai bác thì chúng mày tính đi vào rừng à, thôi quay ra hai bác đưa chúng mày về. Lúc đi thì chúng tôi hăng hái nên không biết đi bao xa, đến khi về mới thấy xa, gần về đến nhà chúng tôi mới nghe tiếng gọi hớt hải của bố mẹ. Thắm ơi, Thanh ơi, Hải ơi, mấy đứa đâu rồi nghe tiếng gọi của bố mẹ biết là kiểu gì cũng ăn đòn rồi tôi dạ lên bố mẹ ơi bọn con ở đây tôi cố hét lên thật to chắc bố mẹ tôi đã nghe thấy nên một lúc sau tôi đã nhìn thấy bố mẹ tôi chạy lại mẹ tôi ôm đầu ba đứa lại khóc rồi nói mẹ đã dặn mấy đứa không được đi lung tung mà trong này rừng rú nhiều mấy đứa có biết bố mẹ lo lắm không hả Bố tôi thì không nói gì, nghe mẹ tôi khóc hình như ông nổi máu nóng lên thì phải, ông cầm lấy cây roi vụt cho ba anh chị em chúng tôi mấy cái, lúc này bác Hùng là bác nạt bọn tôi liền lên tiếng. Kìa anh, cháu nhỏ nhỏ ham chơi, chưa biết cái gì, chắc anh chị từ xa vào làm kinh tế nên các cháu nó ham chơi e l, chúng tôi gặp mấy đứa ở trong bìa rừng nên đưa về cho anh chị." Bố tôi lúc này mới hạ hỏa xuống, Mới nhìn lại hai người đàn ông đi cùng Bố tôi thả cây roi xuống đất Rồi bắt tay hai bác nói Vâng vợ chồng chúng em cảm ơn hai anh Chúng em từ ngoài Thái Bình vào Theo diện kinh tế mới Em cảm ơn hai anh đưa mấy đứa con của em về đây Tìm không thấy chắc hai vợ chồng em chết mất Vì hai bác kia khá lớn tuổi Nên nố tôi xưng em với họ Hai người thấy bố tôi thật thà chất phát Nên nói Ơn nghĩa gì em thấy mấy đứa nó đi vào đó nguy hiểm cũng như con bọn anh thôi mà hai vợ chồng mới vào đây có khó khăn lắm không bọn anh cũng dân kinh tế mới nhưng bọn anh ở gần đây nên cũng đỡ bố tôi nghe hai bác ấy hỏi thì mới giật mình nói ấy chết em vô ý quá em mời hai anh ghé nhà em uống ly nước không biết hai anh có rảnh thời gian không hai người đàn ông gật đầu có lẽ sự thật thà của bố tôi đem lại cảm tình cho họ hai bác đi đến nhà tôi căn nhà trống không bố tôi trải chiếc chiếu xuống đất chị thắm đi pha ấm trà mẹ tôi nướng vội mấy con cá khô một lúc sau mẹ tôi bưng dĩa cá khô lên và một chai rượu nhỏ bố tôi và hai bác kia nhâm nhi vài ly rượu rồi bác tên tị nói thôi hai anh uống với chú vài ly xả dao coi như làm quen nhé sau này có gì khó khăn thì nói hai anh giúp cho hai anh mới đi săn được con hươu sao nhỏ để anh chia cho vợ chồng với mấy đứa nhỏ một ít mà ăn nói rồi hai bác đứng dậy định ra ngoài bố tôi vội vàng nói ấy ấy hai anh sao lại làm thế các anh còn có vợ con ở nhà nữa con này đem đi bán cũng nhiều tiền mà đừng có mổ ra mà phí bác hùng chắc là ít uống rượu cho nên uống vài ly mặt đã đỏ bừng lúc này gạt bố tôi nói bán cái gì mà bán, anh kết mày rồi, hôm nay anh mổ con hưu này cho chú với mấy đứa ăn, còn cản anh là lần sau anh đé o vào đây chơi nữa đâu. Bố tôi biết có cản nữa cũng không được nên đành theo hai bác ra sau nhà mổ con hưu, nói là bé chứ nó cũng nặng hơn 20 cân, mổ ra thịt đỏ ao, ba chị em chúng tôi chưa bao giờ thấy mổ con này nên súng vào xem, sau khi làm sạch thì bác Hùng và bác Tị chia cho nhà tôi một cái đùi sau và một bộ lòng, xong xuôi hai bác ra về, còn hẹn bố tôi khi nào rảnh ra nhà hai bác chơi. Sau khi đợi hai bác Hùng và Tị đi khuất bố tôi mới quát. Con thắm, thằng Thanh với thằng Hải đâu vào giường nằm úp xuống nhanh lên. Mẹ tôi biết bố làm gì nên cũng chẳng cản, còn bọn tôi khá quen rồi, mỗi đứa bị năm roi lần hết cả mông, nhưng không có đứa nào dám hé răng nửa lời. Sau trận roi ba chị em chúng tôi được mẹ dẫn đi tắm rửa, rồi ăn cơm. Mâm cơm hôm nay có thêm món thịt hưu xào, trông rất là ngon, từ bé đến giờ chúng tôi chưa bao giờ được ăn thịt hưu như thế này, mẹ tôi chỉ xào một tí còn lại bao nhiêu bố tôi bỏ vào cái chậu nhỏ rồi trộn muối, nước mắm ướp lên, bố tôi dùng một cái cây tre tươi sâu chúng lại rồi hung lên trên đống lửa để bảo quản được lâu. Sau cái hôm đó chị em chúng tôi không có đứa nào dám đi linh tinh nữa, có đi đâu thì đều xin phép bố mẹ đàng hoàng. Mấy hôm nay nhà tôi bắt đầu trồng cây cho nên bên xã cho các chú bộ đội vào phụ nhà tôi trồng cây. Quan cảnh thật là nhộn nhịp, ba chị em chúng tôi mấy ngày nay thường hay chạy xuống bờ suối sau nhà nghịch. Bố tôi có dùng xà beng đi đục vào vách đá mấy cái bậc xuống phía dưới suối, có dặn mấy chị em chúng tôi. Suối sâu không được đứa nào leo xuống suối nghe chưa, coi chừng bị ngã xuống là chết đuối đấy, bố mẹ bận làm con thấm nhớ coi hai em cẩn thận nghe chưa. Ở trên mép bờ đá sát suối bố mẹ tôi có dựng một cái lều nhỏ dùng để làm chỗ tắm, nhưng mà chị em chúng tôi thường chui vào trong này ngồi cho mát, lại nói mấy hôm nay tôi không có gặp bọn thằng A Lu đâu cả, tôi nghĩ rằng bọn nó ban đêm đi chơi còn ban ngày ngủ nên như vậy. Tôi định bụng tối nay sẽ ra tìm bọn nó chơi. Chiều hôm đó sau khi trời nhá nhem thì mẹ tôi dục ba chị em tôi đi tắm vì người đứa nào đứa đó lấm lem đất đỏ trông thật là bẩn, tôi cố gắng tắm sau cùng để xem có gặp bọn A Lu như cái hôm đầu tiên hay không, tôi cố gắng đợi mãi nhưng không thấy, phía trên nhà có tiếng mẹ tôi gọi. Thằng Hải đâu tắm nhanh còn lên không ăn đòn bây giờ, tắm cái gì mà lâu vậy con, lên nhanh không lạnh bố mẹ ăn hết cơm rồi này nghe thế tôi liền vội vang mặc quần áo rồi cầm cây đèn pin chạy lên trên nhà ăn vội ăn vàng mấy miếng cơm rồi chúng tôi chơi một lúc rồi đi ngủ hôm nay không biết vì sao tôi nằm mãi mà không ngủ được cứ trằn trọc mãi bỗng tôi nghe như có người đang gọi tôi vậy hải ơi hải ơi tao a lu nè ra đây chơi với bọn tao tôi cố gắng nằm im lắng tai nghe xem có phải không một lúc sau tôi mới dám ngồi dậy, cầm cây đèn pin trèo qua người anh Thanh và chị Thắm ra ngoài, mở cửa nhẹ nhàng, tôi ló đầu ra ngoài, thấy phía xa có bốn cây đuốc đang phát sáng, biết ngay là bọn A Lu đang ở dưới đó, tôi cầm đèn chạy lại, nơi bọn nó đứng là chỗ mấy cái ụ mối, vừa thấy tôi thằng A Lu nói: Làm gì mà lâu thế bọn tao gọi mày nãy giờ? lần này chúng tôi không bắt chim nữa mà bọn a lu đã bắt sẵn rồi bọn tôi bắt đầu nướng chim ăn như hôm bữa đang ăn bỗng nhiên tôi thấy thằng a lu hốt hoảng la lên chạy đi hải ơi chạy đi bố tao tìm bọn tao ông ấy mà thấy bọn tao chơi với người lạ là ông ấy đánh chết chạy về nhà mày nhanh đu tôi nghe cũng hoảng hồn Nghe theo lời thằng Alu tôi chạy đi thật nhanh về phía nhà mình cây đèn pin trên tay cũng không dám bật lên tí nữa thì té đập mặt vào đất. Vừa chạy tôi vừa quay đầu lại nhìn xem chú bọn Alu hình dáng ra sao. Nhưng một điều quái lạ là tôi không nhìn thấy bọn Alu đâu nữa mà vi thấy mấy ngọn đuốc lập lòe đang di chuyển về phía dưới con suối. Tôi đứng nhìn một lúc lại chạy về rới cửa nhà. Tôi lại quay lại nhìn thêm lần nữa. Lần này tôi thấy có một người khá là to cao không nhìn rõ mặt đang nhìn về phía tôi rồi quay lưng đi về phía dưới con suối giống như đang đuổi theo bọn a lu vậy tôi sợ quá chui tọt vào nhà đóng cửa lại sáng ngày hôm sau ngủ dậy tôi lại bị mẹ la cho một trận vì chân tay bẩn trên miệng cũng dính bùn đất lần này tôi cũng khá là thắc mắc vì sao lại như vậy tôi đành lấy lý do đau bụng rồi đi vệ sinh bị té mẹ tôi có vẻ không tin lắm kể từ tối cái hôm đó đi qua mấy hôm nữa tôi chẳng gặp thằng a lu thêm lần nào nữa nhưng có một điều là chỗ cái ủ mối tôi hay ngồi với bọn a lu sau cái đêm chú nó tìm thì chỗ đó bị đào ra một cái lỗ to không biết bố mẹ tôi đào hay là con gì đó đào lên tôi cũng không quan tâm lắm cứ ăn chơi rồi ngủ cho đến khoảng một tuần sau trong một lần tắm muộn bây giờ cây trong đất nhà tôi đã trồng hết Bố tôi có làm một con đường đi từ nhà xuống gần suối để tắm, vì chưa có xa áp được giếng nên cứ phải đi xuống tắm. Tôi đi tắm sau cùng, bỗng đang tắm thì thấy có mấy hòn đá ném bột bột vào cái vách bằng lá, tôi thò đầu ra nhìn thì thấy thằng A Lu đang đứng gần đó vẫy tôi, tôi vội vang mặc quần áo rồi chạy ra, vừa chạy ra tôi đã hỏi. Ê A Lu mày đi đâu mấy ngày nay mà không đến chơi với tao? mà nay sao có một mình mày đi à? Thằng A Lu nói. Bữa trước tụi tao bị bố đuổi đánh cho một trận nên bọn em tai không dám ra ngoài chơi nữa, có một mình tao thôi. Hôm nay mày đi chơi với tao đi, tao dẫn mày đi một nơi. Tôi ngần ngừ suy nghĩ một lúc, vì giờ này mà đi bố mẹ tôi đánh què dò mất, tôi nói với nó. Mày đợi tao tối bố mẹ tao ngủ rồi tao đi với mày, giờ tao mà đi bố mẹ tao không thấy lại đi tìm thì mệt lắm nghe tôi nói vậy thì thằng a lu gật đầu rồi chạy biến đi vào trong mấy bụi cây phía trước tôi đi lên nhà sau khi ăn cơm xong tôi đi ngủ sớm tầm nửa đêm thì nghe tiếng gọi khe khẽ của thằng a lu tôi tỉnh dậy cầm cây đen oi rồi chạy đi ngay vừa ra đến cửa nó đã đứng đợi cách đó một đoạn thằng a lu đi trước tôi theo sau nó nó dẫn tôi đi men theo con đường đi vào rừng mà hôm trước mấy chị em tôi đi, tôi thắc mắc. Ê mày, đi đâu đây, đi như vậy vào tới rừng mất, bữa tao nghe nói trong này có cọp đấy mày ạ, à, nó mà táp một cái thì chết. Thằng A Lu nói. Không sao có tao rồi yên tâm đi. Tôi bỗng thắc mắc một chuyện nên hỏi nó. À mà này, sao tai thấy mấy đứa em mày không có đứa nào nói chuyện vậy? từ khi tai đến đây chưa nghe tụi nó mở miệng bao giờ thằng a lu nói à bọn nó không biết nói tiếng kinh đâu bọn nó chỉ nói được tiếng của bọn tao nên không nói cho mày hiểu được chỉ có tao là có bố tao chỉ nên biết nói tiếng kinh thôi nghe nó nói thì tôi mới ngỡ ra à hóa ra bọn nó không biết nói tiếng kinh bọn tôi thằng a lu dẫn tôi đi mãi cuối cùng cũng tới cái bìa rừng hôm trước bọn tôi đi vào nhưng nó không dẫn tôi vào đó mà nó dẫn tôi rẽ qua một con đường khác. Hóa ra con đường này bị cỏ che nên mấy hôm trước tôi không thấy. Bọn tôi đi thêm một đoạn nữa thì gặp một căn nhà kiểu dáng của người địa phương có cầu thang leo lên trên. Đi đến trước nhà thằng Alu leo thay cái thang lên trên. Tôi thì đứng nhìn một chút. Tôi có cảm giác như đây là căn nhà hoang ấy. Vì tôi nhìn thấy lá cây một khắp nơi, cỏ leo um tùm, mạng nhện gian kính. Nhưng mà thấy thằng A Lu đang mở cửa vào nhà nên tôi nghĩ chắc do bố mẹ nó đi rẫy nhiều ngày, không có ai dọn dẹp nên thành ra vậy. Tôi đặt chân bước lên cái cầu thang làm bằng cây gỗ, tiếng ọp ẹp phát ra, chây tôi rung lên vì sợ bị té. Một lúc lâu tôi mới lên đến nơi, vào trong nhà thấy thằng A Lu đang ngồi bên một đống lửa, tôi còn thấy hình như còn có một người nữa đang ngồi ở trong góc, tối quá nhìn không rõ là ai tôi bật đèn pin lên rọi thử tôi suýt làm roi cái đèn oi vì thấy một người ngồi đó ánh mắt như phát sáng nhìn về phía tôi tôi lắp bắp a lu ai ai kia ai ngồi trong góc vậy có ô hai bố mày không lúc này a lu như bị câm vậy chỉ ú ở chứ không nói thành lời tay chân khô loạn xạ tôi tưởng nó bị gì nên chạy lại hỏi nó a lu mày bị sao vậy mày bị sao vậy Tôi vừa hỏi nó vừa chú ý cái người ngồi trong góc, nhưng lạ thay khi tôi ngẩng đầu lên nhìn thì không thấy ông ta đâu cả. Lúc này bên tai tôi có tiếng nói của thằng Alu. Chạy đi hải, chạy nhanh đi, cứ thẳng đường mà chạy đừng có quay lại, nhanh đi kệ tao, tao không sao, chạy đi. Chẳng biết vì sao trong đầu tôi lúc này trống rỗng, chỉ có mỗi câu chạy đu của thằng Alu mà thôi, tôi vội vàng sách cây đèn pin kênh, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cửa, lao khỏi cái thang, nhắm lại con đường lúc nãy thằng A Lu dẫn tôi đến đây chạy đi, tôi cắm đầu chạy mặt cho cỏ hai bên đường cứa vào tay chân và mặt đau rát. Tôi chạy không dám quay đầu lại, phía sau lưng tôi có nghe thấy tiếng sột soạt như có người đuổi theo vậy, tôi lại gắng hết sức mà chạy, trong đầu vẫn còn vang vẳng tiếng chạy đi của thằng A Lu. Tôi không biết chạy được bao lâu, Sứ cắm đầu chạy trong đêm tối chẳng biết con đường này có ô hai về nhà tôi hay không, đang chạy tôi bỗng nghe lên một tiếng gầm. À ôm, à ôm. Tôi chẳng biết đó là tiếng con gì, sau này mới biết đó là tiếng hổ gầm. Nghe thấy tiếng đó tôi lại càng sợ hơn, chạy thật nhanh, và kia rồi hình như tôi thấy có đống lửa, chính là đống lửa bố tôi đốt ở trước sân nhà, tôi chạy một mạch về đến sân nhà tôi vừa về đến đó tôi bị vấp ngay cục đá bố tôi để làm đá mài dao, chẳng biết tôi lăn mấy vòng, tôi chỉ cảm thấy chân tôi như mất cảm giác, chỉ có cảm giác tức ngực vì tôi chạy đà đang nhanh rồi lăn lộn mấy vòng nữa. Tôi nằm đó, cơn đau kéo đến tôi thiếp đi lúc nào không hay, trưa ngày hôm sau tôi mới tỉnh lại, tôi thấy mẹ đang ngồi bên cạnh khóc, nhìn xung quanh không phải là nhà tôi, chân tôi lại rất đau, tôi thì thào gọi mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ ơi chân con đau quá. Mẹ tôi thấy tôi tỉnh liền thôi khóc gọi. Hải, Hải con tỉnh rồi sai, con đau chân lắm à, không sao đâu chỉ bị trật khớp thôi, bác sĩ nắng lại cho con rồi, ít bữa là khỏi thôi con. Quả thật lúc đó chân tôi rất là đau, nhưng thấy mẹ khóc tôi thương lắm, vừa lúc đó bố tôi vào, đi theo có một vị bác sĩ lớn tuổi theo vào đi vào ông kiểm tra chân tay đo tim cho tôi rồi nói ổn cả rồi không sao đâu cháu nó bị bong gân thôi còn mấy bộ phận khác chỉ là xước ngoài da thôi cho cháu về nhà nghỉ được rồi hóa tôi đang nằm ở trạm y tế huyện tối qua mẹ tôi dậy đi vệ sinh thấy cửa mở nên vào xem bọn tôi không thấy tôi nên bố mẹ đi tìm thấy tôi nằm ở sân chân chảy máu nên bố mẹ bế tôi băng rừng chạy bộ ra trạm y tế sau khi bác sĩ đi mẹ tôi đi theo bố tôi đi làm thủ tục xuất trạm cho tôi chân tôi được băng bằng một cái gạt dày bác sĩ dặn không được cho tôi vận động chân trong vòng nửa tháng trước khi ra về vị bác sĩ lớn tuổi lúc nãy có khám cho tôi nói chuyện với bố tôi tôi có nghe mang mang ông ấy hỏi bố tôi nhà anh mới chuyển vào rờ cơi đúng không khu đó có ma nhiều lắm nhé tôi thì tôi không mê tín gì nhưng trong đó có cọp thanh tinh nữa ở huyện thường có thợ săn vào đó tìm nó năm ngoái có hai người mất mạng rồi đó anh chị nên cẩn thận các cháu nhỏ lời đồn không sai đâu nhà anh lại các gia đình ở xa nhất trong khu kinh tế nên khó tiếp ứng năm trước tôi có vào trong đó khám bệnh cho khu kinh tế mới và người đồng bào trong đấy một tháng nên tôi rất rõ bố tôi gật gật đầu lắng nghe hai người nói chuyện một lúc nữa thì về bố mẹ tôi thay nhau cổng tôi băng rùng đi về lại nhà chị tôi và anh tôi còn ở nhà đêm bắt đầu xuống nên bố mẹ hối thúc nhau đi về nhanh kẻo anh chị ở nhà lại sợ hai ánh đèn oi len lỏi qua những tán cây rừng hai bên đường cứ thế mà đi mãi gần khuya mới về đến nhà vừa đến nhà bố tôi thấy lửa trước sân đã được chất củi đốt trong nhà vẫn còn ánh đèn hắt ra cửa vẫn mở bố tôi gọi thắm, thanh đâu sao khuya rồi không đóng cửa ngủ đi các con. Chưa nghe hai anh chị tôi trả lời thì trên nhà hai người đàn ông bước ra, hóa ra là bác Hùng và bác Tị, thấy bố tôi về bác Hùng lên tiếng. Hai vợ chồng bay làm gì mà để hai đứa con ở nhà khóc nheo nhóc vậy, thằng cu hải bị làm sao không? Lúc này tôi đã bơ gơ trên lưng bố tôi, bác tị đỡ tôi xuống, tôi tỉnh ngủ, mở mắt ra nhận ra hai bác nên tôi chào cháu chào hai bác hai bác đến chơi ạ à. anh chị tôi đã ngủ từ lâu tôi được bác tị đặt lên giường nằm mãi không ngủ được tôi nghe bố tôi và hai bác nói chuyện tối qua bọn anh nghe tiếng hổ gầm mà sáng ngày có việc nên không vào đất được tối hai anh vào thăm thấy nhà tối om hai đứa đang khóc nên hai anh ngôi canh cho chúng nó ngủ chú với cô đi đây phải cẩn thận trong này có con hổ tinh hay ăn thịt trâu bò có cả người nữa ở đây tổng cộng có cả chục người bị nó thịt rồi bố tôi hỏi lại thật à anh sao không bắn nó đi chết nhỉ nhà em ở trong này có một mình có chuyện gì chắc xoay không kịp mất bác hùng nói đúng rồi cách đây mấy năm có gia đình nhà anh a la dẫn bốn đứa con đi vào đây hái nấm tối không về được nên ngủ lại ở trong cái nhà sàn bỏ hoang gần mé rừng Tôi bị hổ vồ chết cả năm người đấy, ba trai một gái, mấy đứa đó cỡ tuổi thằng hải nhà chú đấy. Tôi nghe đến đấy thì biến người, tó tai tôi dựng ngược cả lên, tôi nghĩ ngay đến mấy đứa alu, bọn Yos cũng ba nam và một nữ súng có một ông bố, không lẽ trùng hợp như vậy? Tuy không hiểu gì nhiều nhưng tôi càng nghĩ càng hoang mang, vì sao bọn nó thường chỉ xuất hiện vào ban đêm lúc này không im lặng được nữa tôi gọi bố tôi bố ơi bố ơi con có chuyện muốn hỏi bố tôi giật mình khi tôi gọi ông cứ tưởng tôi ngủ rồi thì phải bố tôi vào rồi hỏi tôi sao vậy con con đau chỗ nào à tôi trả lời không con không đau bố dẫn con ra kia tí bố tôi đỡ tôi dậy Tưởng tôi đi vệ sinh nên dẫn ra ngoài nhưng khi đi ngang qua chỗ bác hùng và tị ngồi thì tôi nói bố tôi đứng lại tôi hỏi bác hùng bác ơi trong gần rừng có còn nhà ai ở trong đoa không ạ à? bác hùng lắc đầu thay cho câu trả lời còn bác tị thì nói nhà cháu là xa nhất rồi đấy làm gì còn nhà ai nữa lúc này tôi mới nói tại lúc cháu mới đến đây có gặp được bốn bạn người dân tộc ba nam một nữ một bạn trong đó tên là a lu biết nói chuyện với cháy còn mấy bạn kia thì im im thôi mà mấy bạn đó còn có một ông bố nữa cháu chỉ gặp mấy bạn đó vào ban đêm thôi ạ à. tôi vừa nói đến đây thì bác tị la lên thôi chết rồi đúng là mấy đứa đó rồi tôi nghe mấy người nó thằng con nhà a la tên a lu đấy không lẽ thằng hải gặp ma trành rồi cái này tôi chưa bao giờ gặp cả anh hùng ạ à. tôi chỉ nghe mấy cụ cao niên kể lại con hổ này có từ lâu rồi nó ăn thịt người rồi còn ăn cả lưỡi của họ bắt họ làm ma trành chỉ chừa lại một cái lưỡi cho một người nó sai người đó đi tìm con mồi cho nó đấy theo như thằng hải nói có khi đó là bọn ma trành muốn dẫn thằng hai về cho con hổ đấy tôi nghe bác tị nói như vậy thì hoảng hồn nhưng tôi nhớ hôm qua thằng a lu tự nhiên lại nói tôi chạy đi là sao tôi bấy giờ mới kể thật với mọi người bố ơi tối qua con đi theo thằng a lu đến cái ngôi nhà ở trong rừng đến nơi con chưa kịp ngôi không biết vì sao thằng a lu lại nói con chạy đi con nghe lời nó cứ chạy mãi không quay đầu đến khi về đây con mới bị vấp té ở trước cửa ấy ạ à. nghe tôi kể thì bác hùng và bác tị lên tiếng thế là đúng rồi chắc thằng hải hợp mệnh nên có thể nhìn thấy nó chắc chắn tối qua con hổ bắt bọn kia dẫn thằng hải đến đó để ăn thịt không ngờ thằng nhỏ đó lại cứu thằng hải một mạng bây giờ tôi mới hít mấy đứa đó là ma có lẽ tôi quá nhỏ để cảm nhận được ma trành nó như thế nào tôi chỉ thấy bác hùng và bác tị vô cùng khẩn trưởng hai bác ngồi ở nhà tôi đến sáng khi trời vừa sáng tỏ hai bác đi rời đi tôi không giết hai bác về hay vài rừng. Nhưng buổi trưa tôi thấy bác quay lại, còn có các bác khác nữa, trên vai họ còn vác theo súng, dao rựa lĩnh kỉnh, có một ông cụ khá lớn tuổi đi ra, ông ấy mặc cái bộ đồ giống người tàu ấy, nhìn thấy tôi ông ấy nói. Ấn đường cao ráo, ánh mắt sáng ngời có các bậc tiền bối bảo hộ, mạng lớn phúc lớn. Không cần bùa phép gì hết, số nó cao lắm. Hóa ra đây là một ông thầy người Tàu, chuyên coi phong thủy, tướng số, bùa phéo, trừ tà nữa, được bác Hùng và bác Tị mời vào. Tôi nghe mấy người nàng luận cách giết con hổ tinh đó, mấy năm trước từng quay một lần nhưng không được, lần này mời ông thầy Tàu tới đây để làm bẫy dụ nó. Người con hổ chọn là tôi, nên ngày hôm đó mọi người ngồi làm theo ông thầy Tàu, ông ấy lấy ngày tháng năm sinh của tôi, Nghe mẹ tôi nói tôi sinh ngày rằm tháng 7 nên ông thầy Tàu nói. Hóa ra sinh ngày quỷ môn quan mở, có thể nhìn thấy ma, cho nên con hổ muốn bắt là đúng rồi. Ông thầy Tàu lấy dứt cắt một cái hình nhân cao bằng tôi, rồi ông ấy lấy mực đỏ vẽ mắt cho hình nhân, sau đó lấy cây tre cục hình nhân bí lên, ở trên đó còn ghi tên tôi, ngày tháng năm sinh và còn cắt tay tôi lấy một ít máu nữa sau này tôi mới biết đó là kiểu làm hình nhân thế mạng khi con hổ nhìn vào nó sẽ nghĩ đó là tôi sau khi chuẩn bị xong xuôi mấy bác thợ săn kia kiếm đâu ra một đống là hộp sữa bò bằng sắt sâu lại với nhau bằng cái dây rồi mấy bác ấy kéo cả đoàn đi mất bố tôi nói đó là bẫy báo động nếu có vật hay người bước qua mấy cái hộp sữa sẽ kêu lên khi đó tôi cũng chẳng quan tâm lắm tối hôm đấy tôi ngủ một giấc thật ngon Ngày hôm sau tôi thấy đoàn thợ săn về, họ thức cả đêm trực trong rừng nhưng không thấy tung tích con hổ đâu cả. Ông thầy Tàu lại xin một bộ quần ái của tôi, mẹ tôi lấy ra bộ quần áo rách vá chằng chịt của tôi cho ông ấy, ông ấy nói. Có cái này tối nay nhất định sẽ giết được nó, các anh yên tâm đi. Các bác ấy lại ở nhà tôi tới chiều tối lại đi, đêm nay tôi không tài nào nhắm mắt được, giống như trong tâm có thứ gì đó đang gọi tôi vậy, tôi cứ đứng lên rồi nằm xuống, đến nửa đêm cả nhà tôi bay một tiếng gầm lớn giật mình thức dậy, rồi chúng tôi nghe hàng loạt tiếng súng nổ đi đùng vang lên in ỏi. Tiếng súng vang kênh dồn dập mãi mới im, các nhà tôi không ai dám thở mạnh, cứ thế ngồi im đợi trời sáng. Tôi buồn ngủ quơ ngủ gục luôn, bỗng tôi nghe thấy tiếng thằng Alu. Tạm biệt mày nhé, nhớ sống tốt nhé tao đi đây. Mấy cáo ụ mối trong đất nhà mày đó, đài lên đu, xương của bọn tao ở dưới đó đấy. Con hổ nó bắt hồn em và bố tao, bắt tao dẫn mày đến căn nhà cho nó giết, nhưng tao thấy mày tốt nên tao muốn cứu mày. Nhớ đào xương tao lên, làm cho tao cái mọi với. Tiếng thằng A-lu biến mất. Tôi không còn nghe thấy gì nữa. Khi trời con nhá nhem thì đoàn người Bác Hùng và Bác Tị về, có mốt bác bị thương ở tay nữa. Mọi người nói cho chúng tôi biết con hổ đã bị giết, họ tìm thấy trọng bụng con hổ có cả mấy cái vòng đeo tay nữa. Tối qua họ thiêu luôn xác con hổ luôn trong rừng, thịt nó phát ra mùi thối như xác chết chứ không phải mùi thịt nướng. Tôi thì kể lại chuyện thằng A Lu nói, bố tôi và mấy bác đi theo tôi xuống mấy cái ụ mối phía dưới nhà tôi họ đào lên quả thật ở dưới còn một ít xương người, ông thầy tàu mới giải thích. Nó muốn bọn trẻ loanh quanh ở đây để dẫn dụ người đó mà. Sau đó họ ra về, nhà tôi ở đó mấy tháng sau thì có rất nhiều người từ nơi khác đến, con đường vào đây cũng được mở rộng ra, dần dần người đến ở đông, bên xã có mở lớp dạy học nữa chúng tôi ai cũng vui mừng khi được đi học rồi thời gian thấm thoát qua đi cứ thế chúng tôi lớn lên với những mảnh rừng cao su bạc ngàn